Sống là chính mình thực sự khó nha các bạn. Nó không phải ở xã hội đâu. Mình nghĩ rằng khó nhất chính là rào cản vô hình trong đầu bạn. Không có rào cản xã hội nào mạnh mẽ bằng rào cản tâm trí bên trong chính bạn. Nó mới là cái kìm hãm bạn nhất chứ không phải những người khác. Kẻ thù duy nhất của chúng ta là chính mình. Cái chúng ta cần vượt qua là chính mình. Đó mới là kẻ thù mạnh nhất. Nếu bạn hiểu được điều đó, bạn sẽ dễ dàng làm những điều bạn muốn hơn. Khi bạn vượt qua được rào cản tâm trí rồi thì bạn mới thấy là à, hóa ra toàn chuyện nhỏ do mình cứ vẽ ra. Theo bạn, cố gắng là gì? Ba mình từng nói với mình một câu như thế này: cố gắng không phải là không bỏ cuộc. Mình mất nhiều năm để chiêm nghiệm được câu nói này của ba, và cuối cùng mình cũng nhận ra một điều rằng cố gắng là dù bạn thích hay không thích, bạn vẫn thức dậy. Nên nếu như bây giờ mà vẫn chưa tập trung ấy, ông hờ chủ quan ấy, thì em đang tự mình là trao tấm vé đại học cho người khác. Mà em bảo là dù em học em thấy áp lực, em thấy mệt mỏi lắm, ok em gục ngã đi, em gục ngã để thằng khác nó dẫm lên em, nó trà đạp lên em để nó đi lên thôi. Đơn giản mà, cuộc sống mà, em không cố gắng thì người khác lại dẫm lên em thôi. Nếu em không muốn làm bàn đạp cho người khác không? Các bạn học sinh lớp 12 như em đang cố gắng từng giờ từng phút một đấy, và bây giờ em mới chưa cố gắng thì đến bao giờ? Chúng ta rất hay bị thất vọng bởi vì đặt quá nhiều hy vọng vào một điều gì đó. Không hy vọng thì sẽ không thất vọng. Mình thích câu nói này khủng khiếp vì đơn giản là mình từng đặt quá nhiều hy vọng vào một điều gì đó, nhưng chính cái thứ mà mình tin tưởng nhất ấy lại là thứ gây cho mình nhiều thất vọng nhất. Khi còn trẻ thì người ta sẽ nhìn vào bố mẹ của các bạn để người ta đối xử với các bạn, nhưng mà khi các bạn lớn lên rồi, người ta sẽ nhìn vào các bạn để đối xử với bố mẹ của các bạn. Hãy nhớ rằng tốc độ thành công của mình luôn luôn phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ. Nhớ điều đó, luôn luôn nhớ điều đó. Mình đừng có bỏ cuộc. Nói chung là áp lực tạo nên kim cương. Nếu muốn trở thành kim cương thì chúng ta hãy gọi là mình đón nhận những áp lực, những thách thức để chúng ta phát triển hơn, thành công hơn và hoàn thiện bản thân mình. Nhưng mấy ai đã thực sự cố gắng sống trọn vẹn cho hiện tại chưa? Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã có một cách nói rất hay về việc thưởng trà. Chỉ khi thực tình có mặt trong giờ phút ấy, bàn tay bạn mới có thể cảm nhận được hơi ấm dễ chịu của chén trà. Chỉ khi đó, bạn mới ngửi được mùi hương, nếm được vị ngọt, thưởng thức được nét đẹp tinh tế. Nếu quẩn quanh trong quá khứ hoặc lo nghĩ đến tương lai, bạn sẽ hoàn toàn bỏ lỡ trải nghiệm thưởng trà. Bạn sẽ chỉ nhìn xuống chén và trà đã biến mất. We are awaiting the call. Though we are the only good out. Bending the fight away to escape everything under. Trời mưa mà không có ô ấy, thì phải đi nhanh hơn, chạy nhanh hơn. Không có người chống lưng cho ấy, thì từng bước đi phải thật cẩn trọng. Cuộc sống này là như vậy. Nếu như mà chúng ta không có gì cả, chúng ta phải dựa vào chính bản thân mình. Phải cố gắng nhiều hơn người khác rất nhiều, phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều. Nhưng mà khi chúng ta đứng trên đôi chân của mình ấy, nó là một sự vững vàng hơn rất nhiều. Này, khi nào mà tự dưng cuộc đời vật ngã bạn một cái, thì hãy nhớ là bằng niềm tin không lung lay, bạn đối thay cuộc đời. Và với ước mơ khát khao, bạn xây mộng lớn lao. Nhìn lại từ điều nhỏ bé mỗi ngày mệt mài, đã thành một hành trình dài bạn đang bước tiếp. One day my father, he told me son to let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild life will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day we'll leave this world behind. So live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are nights and never. Mong các em trên hành trình bay về phía tương lai rực rỡ, dẫu có mưa giông bão tố chắn lối, cũng sẽ đủ dũng cảm kiên cường không ngừng tiến về phía trước. Một khi đã quyết tâm đi, thì dù là đi từ hướng nào cũng sẽ về được đích. Đi về phía ánh sáng, bóng tối tự ác sẽ ngã. Mà nhớ là không có tự cái tạo cái áp lực đó cho bản thân, rồi tự nhiên mình đâm ra mình bị tiêu cực, mình bị buồn bã hay là mình bị stress là không được. Mình
giúp cho mình thành công hơn, giúp cho mình giỏi hơn. Dù sao thì cũng phải ăn cho thật là no. Chưa làm nhưng cũng hẳn là không làm được đâu. Cậu có nhớ không? Người như ta sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ ai. Cậu nói cái gì vậy? Mới bị có một lần mà đã bỏ cuộc vậy thì sau này lớn lên làm sao có thể trở thành một người tài giỏi được chứ? Mọi người có biết câu nói nổi tiếng của Nam Bô Long là gì không? Trong từ điển của tôi không có từ không thể. Sao lại không chứ? Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu.